Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Luxury. Hiện tại trên trang fanpage Thanh Luxury của mình đang có một cái chương trình event. Anh em nhớ tham gia chương trình event trên trang fanpage này nha. Sẽ có cơ hội trúng thưởng được một trong hai cái máy Nokia hoặc là Vitu trị giá hơn 15 triệu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai cây Vitu ATB nguyên zin full box chuồng in may luôn nha mọi người. Và đặc biệt là hai cây này là máy new chưa qua sử dụng luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng hai cái máy này. Hai cái này là hai cái màu đen, một cây là thép trắng nít da đen và một cây là full đen luôn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng cây máy trước rồi sau đó mình sẽ giới thiệu phụ kiện trong box cho mọi người nha. Trên tay mình là cây full đen, thì viền thân viền máy được sơn tĩnh điện màu đen full hết luôn, nguyên cây da thuộc màu đen như thế này. Anh em nào thích full đen nhìn cho nó ngầu thì có thể chọn cây này. Và mọi người cũng biết cái dòng sơ về cái dòng này rồi đúng không ạ? Hãng Vitu thì là một trong những cái hãng mà sử dụng những cái vật liệu đất đỏ để làm ra một cái máy, nên là cái máy này rất là có giá trị luôn. Ở bên này là hai cái khe sim của máy. Khung camera được làm rất là đẹp, viên ruby nút đặc quyền của máy, cây Vitu nào cũng có. Đây, cây này là màn hình 4.9 inch, cầm như cỡ iPhone rồi vậy đó mọi người. Rất là nặng tay, chắc tay, rất là đã tay luôn, đầm tay lắm. Máy sử dụng hệ điều hành Android 8.1, rất là mượt mà, giống như những cây smartphone bây giờ vậy á. Mọi người sử dụng mà ứng dụng cần làm những cái ứng dụng trên mạng thì có thể sử dụng chọn cây này được. Và đây là cây thép trắng nít da màu đen. Hai. Mọi người thấy cái khung viền thép này của cây máy được làm từ titanium rất là chắc chắn nha mọi người. Và cái mặt kính là từ sapphire chống chày tối đa. Đó, cái máy, một cái máy mà làm từ những cái vật liệu khá là đắt đỏ luôn, da thuộc từ Ý. Khung viền thép màu trắng như thế này. Anh em nào mà không thích full đen như cây kia thì có thể chọn cây này. Có hai sự lựa chọn cho mọi người. Máy rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay phụ kiện ở trong. Hai cây giống nhau, mình chỉ còn quay một box cho mọi người xem thôi nha. Trong này nó sẽ có nem cạc và sách hướng dẫn ở trong đây. Máy có phụ kiện là gồm một bộ sạc, hai đốc sạc và một cáp USB zin như thế này thôi nha mọi người. Và khi mua máy bên Thanh Luxury, mình sẽ tặng thêm cho mọi người một cái bao da rút như thế này. Bao da này được làm từ da thật luôn, da thuộc, rất là êm tay, rút tiện lợi. Đó. Mình quay lại một lần nữa rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Anh em nào quan tâm hai cái máy này ở gần địa chỉ 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thì anh em có thể ghé qua xem máy tại shop luôn nha. Còn anh em nào ở xa thì liên hệ hai số hotline 0981 717171 và 090 27688888 để bên mình gửi hình ảnh về tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.